Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình đang có mặt tại số 82 Phạm Phú Thứ ở tiệm bánh cuốn Hồng Kông. Ở đây là có một cái chị bán thôi nha cả nhà. Thì hôm nay mình tới mình ăn và mình chia sẻ cho cả nhà biết nha. Chị đang làm bánh cuốn nè. Chị cho em hỏi chị tên gì chị? Em tên Châu hả? Chị Châu, dạ, xin chào chị Châu. Xin chào. Chị làm bánh này bao lâu rồi chị? Mở cũng hơn năm rồi đó. Dạ. Hơn một năm rồi. Tráng đều như thế hả chị? Đúng rồi, mình phải tráng đều khi mình nhìn cuốn đó. Dạ. Bánh nó đều thì nhìn nó mới ngon. Cái bột này là bột gì chị ha? Bột gạo. Gạo. Dạ. Nhưng mà bột này mình nhập ở bên Hồng Kông về. Chứ bên mình không có đúng không chị? Chắc có. Thì người ta cũng bán hàng nhập về. Nhưng mà mình nhập tiếp luôn. Cái bánh này là bánh Hồng Kông thì mình cũng học ở bên đó về hay sao chị ha? Học bên Hồng Kông. Chị đi công tác bên Hồng Kông á. Dạ. Học luôn. Dạ, có dịp cái tình cờ học luôn. Xong mình về máy móc là mình nhập về hay là bên này có chị? Máy này thì cái lò này thì mình nhập phẩm về luôn ha. Nhập hết tất cả là nguyên liệu với lại máy móc là bên đó về luôn. Bột với máy móc là mình nhập phẩm về luôn. Dạ. Này thịt heo. Có ba cái nhân chính là thịt heo, tôm với cái gì hả chị? Này gà. Gà. Là khách thích ăn cái nào là mình làm cái đó đúng không chị? Bột khá lỏng ha. Đây là thập cẩm luôn. Bột này cũng mềm lắm. Dạ, chảy tùm lum ấy. Hấp khoảng bao lâu chín chị? Hấp khoảng 1 phút á. 1 phút. Dạ. Này là có mình bán hả chị? Có mấy người phụ á làm sao? Dạ, em có thấy tuyển nhân viên dán là mình tuyển hả chị? Ồ, lương tương đối cao nha cả nhà. Lương là 10 triệu một tháng luôn á. Chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ chị? Buổi sáng là 6 giờ tới 12 giờ trưa. Buổi chiều là từ 4 giờ tới 10 giờ tối. Dạ, làm tuyển nhân viên là làm 2 ca luôn đúng không chị? Làm 1 ca. Dạ, cái mức lương là 10 triệu là làm 2 ca hay là 1 ca? 2 ca. Dạ. Thì cũng lương cũng tương đối cao á. Ngày làm 8 tiếng. Ngày làm hơn 8 tiếng. Này nhìn. Hay quá ha. À. Cái này là có khách ăn mình mới làm hay mình làm chuẩn bị trước vậy? Khách ăn mình mới làm quá. Nhưng mà lỡ khách tới đông quá thì mình sao mình làm cho kịp? Làm nhanh lắm, tại vì hấp này 1 phút à. Dạ. Cái là một lần mình hấp được 3 dĩ. Dạ. Yeah. Hấp liên tục vậy đó. Quẩy là một dĩa đúng không chị? Bánh cuốn tôm, bánh cuốn thập cẩm. Đẹp quá. Dạ. Dạ. Yeah.
quán kế bên đó. À, bên Hồng Kông thì không ăn thêm đúng không chị? Đúng rồi. Này về Việt Nam mình rồi phải có thêm cái siêu giá. Dạ. Chính của mình đúng không chị? À. Trai dễ thương. Này là chị giới thiệu là sư phụ của chị là Tri Nghệ chị à? Dạ. À. Chị dán rất là nhiều hình của sư phụ của chị luôn. Đây là sư phụ của chị. Đây là sư phụ tới tiệm không á. Dạ. Này là chú này là người Hồng Kông hay là người Quảng Đông, Trung Quốc á. Dạ. Là sống ở Mỹ. Dạ. Rồi tình cờ chị gặp ở Hồng Kông à? Không, gặp ở Việt Nam thôi. Dạ. Đi làm chương trình đó. Dạ. Đi quay phim đó. Quay phim à? Vậy trước kia cũng làm diễn viên hay gì? Không có làm diễn viên mà đi theo làm trợ lý á. Trợ lý cho diễn viên. Cho đầu bếp. Cho đầu bếp. Dạ. Là làm phim Việt đó. Dạ. Nên là chị rất là giỏi ngoại ngữ. Ừ, nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Hoa. Dạ, yeah. Nhưng mà trước kia là chị làm gì chị? Trước kia thì mình buôn bán với lại mình làm bên nhà đất á. Dạ. Thì có duyên thì đi. Nói chung là lúc trước cũng thích thời gian lắm, cũng thích coi những chương trình của sư phụ đó. Dạ. Yeah. Xong rồi vô tình thì gặp được, đó đi làm mấy chương trình từ thiện á. Dạ. Gặp được sư phụ, cái là nói chung là bén duyên rồi làm về ẩm thực luôn. Cái trước giờ thì mình cũng không phải làm ẩm thực đâu, cũng chưa học qua từng lớp ẩm thực luôn á. Dạ. Thì đi với sư phụ đi thì diễn thích ẩm thực rồi kêu sư phụ chỉ cho mấy món mà làm luôn. Dạ. À. Trước kia là làm nhà đất nha mọi người, xong rồi bỏ nhà đất đi làm ẩm thực như thế này đây. À, đi làm ẩm thực luôn. Dạ. Chị rất là dễ thương. Đây đây, cái này là ăn cái này mình chấm với gì chị ha? Cái này thì có sa tế. Để hướng dẫn. Đây là sa tế tôm của nhà làm luôn. Dạ, ha. Cái này là nhà làm luôn. Nếu mà mình ăn cay thì mình có thể chan vô bên này. Chan trực tiếp luôn. Mình pha nước chấm, cái này là cách pha nước chấm cho những người mà ăn được cay á. Dạ. Thì mình có thể pha tương ớt chung với sa tế tôm luôn. Dạ. Thì nó có cái tương ớt của nó rất là thơm. Còn ai muốn ăn cay nhiều thì mình bỏ thêm tương ớt. Ở đây là nước chấm ha. Dạ. Dễ thương quá à. Này là cháu chị hả? Cháu á, con của chị á. Dạ. Còn chị là chưa có gia đình nha cả nhà. Cái này là mình quậy lên đều luôn ha. Có thể là mình thích chấm cũng được, hoặc là mình chan trực tiếp vô bánh ăn cũng được. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Để em dùng thử nha. Rồi, mời ăn đi ha. Dạ, mời. Con ăn không? Con ăn không? Con ngồi xuống đàng hoàng con. Ngồi xuống ăn chú nè. Ê, con ăn cái nào? Con ăn cái nào? Con ngày nào cũng muốn ăn đàng hoàng con. Ngồi đàng hoàng nhanh lên. Ê, giờ con ăn cái nào chú gấp nè. Con ăn cái nào? Con ăn không? Chú hỏi con ăn không? Trả lời chú đi. Con ăn không? Không? Hả? Mấy mốt lớn lên cái làm đầu bếp giống gì không? Gì đúng không chị? Đúng rồi, gì. Dì Út. Giờ con không có bắt tay vô con. Để chú ăn. Ừ, ăn không? Ăn như chú không? Chú ăn. Ăn cái nào? Cái này nha. Ăn cái này nha. Hướng mắt vào ngoại, dễ thương quá đi. Rồi đây mình ăn thử nha cả nhà. Cái nước chấm rất là thơm. Cái sa tế này rất là thơm nha cả nhà. Không biết anh sa tế này là công thức chỉ làm từ Hồng Kông về hay là chế ra mà rất là thơm. Ăn với cái bánh này rất là hợp luôn. Con ăn không? Ăn này rất là hợp nha cả nhà. Đây.
Rất ngon. Rất có thích cái nước chấm này nha cả nhà. Ăn kèm cái bánh rất là hợp. Mọi người nếu có dịp đi ngang qua con đường Phạm Phú Thứ thì ghé địa chỉ của chị và ăn nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.